Nani dắt mọi người đi coi show của In The Moonlight nha. Nani đặt vé của Kaka Day. Có rất nhiều hạng vé. Mọi người không cần dùng bữa tối mà xem show thôi cũng được. Tiệc tối pha dining sẽ được nhà hàng set up sẵn. Mọi người đến check in nhận vé là được phục vụ tận tình luôn. Nhà hàng sang trọng và nhân viên rất chuyên nghiệp nha. Có 4 món từ khai vị đến món chính và tráng miệng. Tiệc tối này sẽ được thay đổi mỗi tuần mỗi món nên trải nghiệm của mọi người là thường không giống nhau. Món ăn rất chất lượng và trang trí bắt mắt. Hẹn hò ở đây là cũng lãng mạn phết á. Nani dùng bữa thì Nani chỉ không ưng món cá hồi mà thôi. Mặc dù nhìn rất đẹp, còn mê nhất chắc chắn là bò nướng sốt nấm ăn kèm với cơm chiên dẻo dẻo, bò mềm mọng tan trong miệng gì đó. Và chuẩn luôn, điều đặc biệt ở The Lock là bánh tráng miệng rất là ngon. Cốt bánh chua chua ngọt ngọt. Ấm bụng rồi thì đến tầng 3 coi show thôi. Ai có đeo vòng rồi thì vào thẳng không cần phải xếp hàng nha. Người đây thì sao? Bâng khuâng con tim này như chết em trong chiều đông xa vắng. Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Ngã lùng em nơi gió hát lên câu ca làm anh thao dứt.